xin chào các bạn đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Lộc. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một kèo airdrop khá là ngon từ dự án MetaWare, một dự án Metaverse về thời trang. Về cái dự án MetaWare này thì cũng đã có airdrop một lần rồi và trên CCA cũng đã có làm video hướng dẫn chi tiết và review chi tiết về dự án. Các bạn có thể tìm lại video ở trên kênh CCA hoặc là đánh vít hoặc là tìm với từ khóa là airdrop MetaWare CCA. À, với cái đợt airdrop này là cái đợt airdrop thứ hai của dự án thì mình cũng sẽ review sơ một chút để các bạn nào mà chưa tham gia airdrop trước và các bạn mới có thể biết thêm thông tin về cái dự án này. Thì ở trên trang chủ của dự án thì chúng ta cũng có thể thấy được tất cả các thông tin và các tính năng của dự án, như là tính năng học viện thiết kế MetaWare, văn phòng thiết kế MetaWare và shop thời trang MetaWare. Thì ở học viện thiết kế thì đây là nơi học hỏi để thiết kế kỹ thuật số và chuyển đổi. Với văn phòng thiết kế thì là nơi các tài năng trên toàn thế giới có thể thiết kế và biến đổi ngành thời trang. Ở cái shop thời trang MetaWare thì là nơi có thể mua và bán mặc các thương hiệu trên thế giới và được bảo mật trong Metaverse. Và với cái hướng phát triển của dự án này là chuyển đổi toàn bộ ngành công nghiệp thời trang từ thế giới thực sang thế giới Metaverse. Và tại đây thì chúng ta có thể trao đổi, mua bán và sáng tạo các sản phẩm thời trang và NFT một cách thuận tiện nhất. Về đội ngũ phát triển thì cũng rất là dày dặn kinh nghiệm với hơn 30 năm kinh nghiệm và cũng show tất cả hoàn toàn thông tin cho chúng ta xem. Như ở đây chúng ta thấy là team leader của đội ngũ phát triển dự án này là ông Junior với hơn 25 năm kinh nghiệm, và ông này cũng là một diễn giả nổi tiếng, đã có xuất bản một cái đầu sách mang tên kỹ thuật bán hàng và nằm trong top sách bán chạy nhất. Ngoài ra các thành viên của đội ngũ này thì cũng có kinh nghiệm từ 20 năm trở lên và có profile cũng rất là khủng nên là nhìn cũng rất là xịn sò. Về phần đối tác thì mình thấy cũng có rất là nhiều đối tác lớn như là sàn Get, Redkai, Back Capital hay là Certify. Với các cái đối tác lớn như thế này thì mình thấy cái dự án này cũng khá là uy tín. Về phần token comic thì chúng ta sẽ có là token của cái dự án là đồng que và với tổng cung là 5 tỷ token, và với các bạn nào mà chiến thắng airdrop thì cũng sẽ nhận được cái token này. Đợt airdrop lần này thì sẽ có bull thưởng là 10 triệu token que và sẽ được phân phối cho 1.000 suất với 980 suất là random và 20 suất là top rep. Với cái đường link làm airdrop thì mình có để ở dưới phần mô tả của video thì các bạn có thể nhấn vào và tiến hành làm airdrop. Và thời gian bắt đầu sự kiện airdrop này là ngày 2 tháng 6 và kết thúc vào ngày 12 tháng 6 năm 2022. Ok, thì chúng ta sẽ tiến hành làm airdrop. Thì các nhiệm vụ airdrop này thì cũng rất là đơn giản so với những bạn mà làm airdrop nhiều. Còn với những bạn mà làm airdrop ít hoặc là chưa từng làm airdrop thì chúng ta cần phải chuẩn bị tài khoản là tài khoản Telegram, tài khoản Twitter, một tài khoản Instagram và một tài khoản YouTube. Ok, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta sẽ là join vào Telegram của cái dự án này. Chúng ta bấm vào đây. Tiếp theo là sẽ bấm vào join channel. Ok. Và ở cái phần này thì nó sẽ hỏi chúng ta là username thì chúng ta sẽ điền vào username. Ok. Và tiếp theo là chúng ta sẽ phải follow cái trang Twitter của dự án. Tiếp đến là chúng ta sẽ phải retweet cái bài billboard của cái dự án này. Chúng ta bấm vào. Ở đây chúng ta sẽ xuất hiện cái phần retweet. Chúng ta sẽ bấm vào phần retweet. Ok. Kế tiếp là chúng ta sẽ bấm continue. Tiếp theo là chúng ta sẽ đăng cái bài đăng về cái dự án này và tag 3 người bạn vào. Ở đây thì mình sẽ dùng cái clone. Thì khi làm airdrop thì các bạn cũng nên tạo vài clone như thế này để có thể làm airdrop nhanh và thuận tiện hơn. Và ở đây thì chúng ta sẽ viết về một cái nhận định cho dự án. Thì biết đâu nhận định của các bạn hay thì dự án cũng sẽ để ý đến các bạn. Ok, thì nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ là like và comment một cái video của dự án ở trên YouTube. Thì cái nhiệm vụ này mình đã làm trước đó rồi nên là khi nhấn vào dấu tích thì nó cho mình qua luôn. Ở phần follow Instagram thì mình cũng đã làm giống như vậy nên nó cũng cho mình qua. Thì để bù lại hai nhiệm vụ YouTube và Instagram mình đã lỡ làm trước đó rồi mà không hướng dẫn cho các bạn được, thì ở đây mình sẽ minh họa lại cho các bạn xem. Các bạn bấm vào nhiệm vụ YouTube thì ở đây sẽ bắt chúng ta là like và comment. Thì comment thì các bạn có thể là chúc dự án thành công tốt đẹp hoặc là đóng góp ý kiến của các bạn cho dự án. Phần Instagram thì các bạn chỉ cần bấm vào và follow cái trang dự án ở trên Instagram thôi.
Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ ghé vào cái trang website của dự án. Thì trang này thì mình cũng đã cho các bạn xem ở cái phần đầu của video rồi, nên là lần này chúng ta xem lại thôi. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ điền địa chỉ ví. Thì địa chỉ ví này của mạng BSC, chúng ta có thể sử dụng địa chỉ của MetaMask hoặc là địa chỉ của ví Just Wallet đều được. Ở đây thì mình sử dụng địa chỉ ví của MetaMask. Chúng ta copy vào, dán và continue. Và cuối cùng là phần link rep. Thì phần link rep này thì nếu bạn nào có chạy top rep thì chúng ta có thể copy lại và chia sẻ với bạn bè. Còn với ai không chạy top rep thì chúng ta có thể bỏ qua cái phần này. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của Airdrop này. Thì để biết được kết quả người trúng thưởng và cách phân bố token thì ở trên CCA cũng sẽ đăng cho các bạn. Các bạn có thể join vào để theo dõi và cập nhật những cái kèo Airdrop mới nhất. Video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì có thể để lại cho mình một like và một subscribe. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.